Nam xin chào toàn thể tất cả bác. Chào mừng toàn thể tất cả bác trở lại với shop của Hoàng Nam Audio nhá. Thì ngày hôm nay thì em Nam rất vui được lên sóng để giới thiệu tới toàn thể tất cả bác về những cái sản phẩm mà được tất cả các khách hàng yêu quý của em Nam ủng hộ. Thì đầu tiên đó là một khách hàng rất là quen thuộc của em Nam đến từ Bình Dương. Rồi, anh có ủng hộ cho em Nam một con Equine Calux Technic DL9340. Đây là Equine Digital và một trong những dòng Equine số hay nhất hiện nay trong phân khúc mà dòng Equine Laser có nhá. Thì anh có ủng hộ em Nam rất nhiều sản phẩm trước đây rồi và tiếp tục anh sẽ ủng hộ cho em Nam chiếc Equine này. Và tiện đây em Nam cũng sẽ test luôn cái con Equine Laser này vào một hệ thống gồm đó là Lab Ruben FB10000Q, một trong những dòng rất đáng chơi và có giá thành rất là cao hiện nay, 120 triệu giá mới cứng. Nhưng các bác đến với em Nam thì giá thành hiện tại đang rất rất tốt. Và đây là dòng đẩy 4 kênh và em Nam cũng đã giới thiệu nhiều tới toàn thể tất cả bác rồi. Một trong những model đẩy có công suất sản sinh công suất tại 1300W một kênh tại 8 ohm và 2300W một kênh tại 4 ohm, đủ dư sức đánh nguyên cả một combo. Và ở bên trên thì đó là một con Lex LM26 trong tình trạng đẹp xuất sắc. Và em Nam sẽ gửi bộ đôi sản phẩm này cho anh Nhất Khiêm. Anh tới từ thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, có ủng hộ em Nam một cặp sản phẩm của nhà Lab Ruben. Đây là nguyên combo của nhà hãng luôn và là một trong những nhà sản xuất về thiết bị âm thanh xử lý main hàng đầu thế giới hiện nay. Và em Nam sẽ đánh nguyên với dàn combo đó là nhà JB. Và nhân đây thì em Nam cũng nói qua về những cái sản phẩm mà em Nam vừa cập bến để các bác có thể nắm rõ được là những cái sản phẩm nào. Để các bác có thể nhu cầu sản phẩm đó, các bác alo hiện tại alo cho em Nam để sở hữu những cái sản phẩm như vậy nhé các nhá. Thì em Nam về được một dàn Power Shop K3 DSB mới cứng các bác nhá. Đang có một cái giá cực kỳ ưu đãi, hấp dẫn để các bác sở hữu dòng Power Shop K3 DSB mới nguyên hộp các bác nhá. Và đây là những cái con lắp 10.000Q, hàng siêu tuyển chọn, siêu tuyển chọn. Chỉ có thiếu mỗi thùng xốp thôi. Và tất cả đều là hàng đích thân, một tay em Nam chọn từng con một, nên là hàng xuất sắc, không có một điểm trừ các nhá. Và ở đây có một con Crown 5002VZ, điện châu Âu 230V. Các bác có nhu cầu cũng liên hệ em Nam nhá. Còn một con duy nhất thôi. Và em Nam cũng sẽ có thể là tạm dừng cung cấp những cái sản phẩm Crown Macrotech mặt trắng như này. Và em Nam sẽ về những cái nô hàng Crown thì em Nam sẽ chia sẻ với anh em cùng chung đam mê về bán thiết bị âm thanh. Bởi vì là mỗi lần về theo một lô hàng thì nó sẽ có những cái mấy độ vài chục con Crown như thế này, thì em Nam cũng sẽ mang về và sẽ chia sẻ với lại tất cả các anh em để cùng bán những cái dòng Crown đó. Và em Nam, các bác có nhu cầu mua lẻ thì cũng sẽ alo cho em Nam. Em Nam sẽ cung cấp cho các bác một cái giá rất rất tốt, phải nói là giá ngang với sỉ các bác nhá. Thì các bác cứ yên tâm, em Nam sẽ cung cấp những cái sản phẩm Lab Ruben chất lượng cao và những dòng Power Shop chất lượng cao ở đây để các bác có thể trải nghiệm được những cái sản phẩm chất lượng cao nhất, đỉnh cao nhất trong dòng âm thanh mà có một cái giá yêu thương đặc biệt các nhá. Và em xin nhắc lại một lần nữa là dòng tất cả các dòng Crown Macrotech mặt trắng em Nam sẽ mang về để chia sẻ với tất cả các bác, từ các bác buôn cũng như là các bác có nhu cầu mua, đã từng yêu quý ủng hộ em Nam trước đây, thì chỉ cần các bác alo em Nam sẵn sàng đưa cho các bác những cái con Crown Macrotech mặt trắng này với giá thành hợp lý nhất, ngang với xỉ nẻ thôi nhá. Rồi, và không để các bác chờ lâu nữa thì em Nam sẽ test trên con Equine này để em gửi vào Bình Dương là một này, con Lex LM26 và con Lab Ruben 10.000Q này để gửi vào trong Tam Kỳ
Tam Kỳ Quảng Nam các nhá. Và một ca khúc nhạc mạnh luôn để test, để gửi tới toàn thể các bác. Và các bác đợi em Nam mở một ca khúc lên để test cho các bác nhá. Vâng, và em Nam cũng xin phép được kết thúc video test clip 3 sản phẩm lên đường ở đây. Và rất cảm ơn toàn thể các bác đã luôn đồng hành, tin tưởng, ủng hộ cho Hoàng Nam Audio. Và đừng quên ủng hộ em Nam những cái lượt like, lượt chia sẻ, đặc biệt là những cái lượt đăng ký kênh để em Nam
chuẩn bị đón một cái dấu mốc cực kỳ quan trọng, đó là 10.000 lượt đăng ký kênh, và sẽ có nhiều điều bất ngờ để gửi tới toàn thể các bác trong thời gian sắp tới, và có những cái món quà tri ân đặc biệt để gửi tới toàn thể các bác để đáp lại những cái tình cảm mà em Nam gửi tặng dành cho toàn thể các bác. Một lần nữa xin tặng, hẹn gặp lại toàn thể các bác ở những clip lần sau các bác nhé.